Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Kinh tế Nhật Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản do ngài Fujimoto Masayoshi và ngài Hiodo Masayuki, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản dẫn đầu tham dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1 sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp của Keidanren cũng như vai trò của hai ngài chủ tịch và cá nhân các vị lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Đặc biệt sau khi lãnh đạo hai nước quyết định nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Là điểm nhấn đậm nét nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023, mở ra tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn, giai đoạn mới trong quan hệ hai nước. Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Keidanren, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt Masayoshi Hiodo bày tỏ vinh dự được gặp lại Chủ tịch Quốc hội, cho biết ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này là khởi động giai đoạn 1 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh ý nghĩa khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Quan hệ kinh tế hai nước cũng bước vào giai đoạn mới và cộng đồng doanh nghiệp hai nước mong muốn tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước bằng những kết quả cụ thể. Các thành viên của đoàn đánh giá, Việt Nam có nền chính trị ổn định, kinh tế phát triển, nguồn nhân lực dồi dào và thị trường tiềm năng. Đây chính là những cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn tiếp tục tìm hiểu, mở rộng đầu tư kinh doanh vào Việt Nam. Mong muốn Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội tiếp tục có những chính sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy hợp tác đầu tư. Đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được đón Chủ tịch Quốc hội thăm Nhật Bản vào thời điểm phù hợp. Đánh giá cao sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản đã triển khai thành công trong suốt 20 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư cũng như tham gia kiến nghị chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, nhấn mạnh phương châm không có ý kiến nào của doanh nghiệp mà không được lắng nghe, không được tiếp thu giải trình. Trao đổi về các chương trình trọng điểm trong khuôn khổ giai đoạn 1 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Keidanren và các bộ ngành của Việt Nam hành động cụ thể và thiết thực hiệu quả, làm rõ hơn cơ chế, tính chất hoạt động, nguồn lực và trách nhiệm của mỗi bên. Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan xây dựng thể chế và phân bổ chính sách, các ủy ban của Quốc hội sẵn sàng tham gia để tăng tính khả thi hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Kinh tế Việt Nhật cũng như Keidanren tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam tăng cường các hoạt động đối thoại chính sách, cung cấp thông tin, kinh nghiệm cho các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.